Xin kính chào quý khán thính giả và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Không sợ đối thủ giỏi, chỉ sợ đồng đội ngu của tác giả Đỗ Ngà. Cuộc chiến tranh Việt Nam, Mỹ tham chiến nhưng có Hàn Quốc, New Zealand, Úc cùng tham chiến với quân Mỹ. Chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất năm 1991 cùng tham chiến với Mỹ có 5 quốc gia khác và sự hậu thuẫn của Liên Hợp Quốc. Chiến tranh vùng vịnh lần thứ hai năm 2003, phía Hoa Kỳ kéo thêm 3 nước tham gia gồm Anh, Úc Ba Lan Chiến tranh Afghanistan năm 2001, Mỹ cũng lôi kéo Anh tham gia. Để ủng hộ Ukraine chống Nga, Mỹ có NATO đồng hành về mặt quân sự, có EU đồng hành về mặt kinh tế. Như vậy, sức mạnh của Mỹ không chỉ nằm ở chỗ vị trí số một thế giới về quân sự lẫn kinh tế, mà sức mạnh mềm của Mỹ còn đáng sợ hơn. Muốn chống ai, Mỹ hô một tiếng là có hàng loạt cường quốc đồng hành. Đấy là điều mà Nga và Tàu không thể có. Putin tự mình mạnh, hắn bở tại Ukraine thì lập tức nước Nga bị đánh hội đồng. Nga cô đơn dù kế bên có anh bạn Tàu. Bạn của Putin là thế, loại bạn mạnh ai nấy lo. Cuộc chiến ở Ukraine ngoài Tàu thì Putin cũng được sự ủng hộ của Belarus. Tuy nhiên, quốc gia này chỉ ủng hộ miệng, không hề có hành động nào cả. Như vậy rõ ràng bạn của Putin là loại bạn mạnh ai nấy lo, chứ không phải là bạn như những người bạn không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày của Mỹ. Việt Nam đang làm bạn với tất cả, cũng theo dạng mạnh ai nấy lo như thế mà thôi. Bọn độc tài thì luôn luôn ích kỷ, đó là bạn chất rồi. Nước Tàu tuy sầu, có bạn, nhưng thực chất nó rất cô đơn. Rất cô đơn trong cuộc đối đầu với Mỹ cho dù tập mang tiền đi rải khắp thế giới để mua chuộc, nhưng bạn bè của nó cũng chỉ là loại mạnh ai nấy lo. Không có chuyện sẽ có một quốc gia nào đó hỗ trợ quân sự hoặc là kinh tế cho tàu nếu như nước tàu bị trừng phạt. Việc Mỹ huy động sức mạnh mềm dạy cho Putin một bài học cũng là cách gián tiếp răn đe tàu cộng. Hiện nay, Mỹ đang làm chủ 4 group, trong đó có 3 group quân sự và 2 group kinh tế. Những group này được tàu xem là những nhóm kìm hãm đà lớn mạnh của họ. Mà quả thật, ý đồ của Mỹ là vậy. Ba tổ chức quân sự là tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Bộ tứ kim cương, hiệp ước an ninh Anh Úc Mỹ. Hai tổ chức kinh tế là nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 và khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vì thịnh vượng IPES. IPES là sáng kiến thay cho hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP trước đây. Hãy xem kỹ, Ukraine bất chấp nguy hiểm muốn vào NATO. Thụy Điển và Phần Lan cảm thấy bất an nên tìm đến NATO để được che chở. Vậy câu hỏi đặt ra là NATO có sức hút mạnh là vì đâu? Vì hạt nhân trong tổ chức NATO là Mỹ. TPP thời Obama có sức hút rất mạnh. Hàng loạt các quốc gia xếp hàng xin gia nhập. Tuy nhiên, sau khi Donald Trump rút khỏi TPP thì tổ chức hợp tác kinh tế này chỉ còn là cái xác không hồn. Giờ Mỹ cho lập IPEF thì các quốc gia khác đang bị hút mạnh vào. Trung Cộng tỏ ra lo lắng. Mỹ có sức hút mạnh trong mọi tổ chức, từ quân sự cho đến kinh tế. Nước Nga sẽ thất bại toàn diện. Bức tranh ấy đã rõ. Thất bại quân sự, kinh tế sụp đổ, vai trò quốc tế bị hạn chế. Nga trở thành quốc gia bị cô lập về mọi mặt. Trong cuộc đua đường trường về khía cạnh kinh tế và quân sự Xem như nước Nga bị Mỹ cột chặt cổ vào gốc cây không cho tiến được nữa. Tập Cận Bình hãy quan sát mà tự liệu bản thân. Nhóm cường quốc độc tài chỉ vỏn vẹn có hai nước là Nga và Tàu, thua rất xa nhóm cường quốc dân chủ. Tuy ít nhưng Mỹ và phương Tây luôn coi họ là đối thủ đáng gờm, không dám khinh thường. Nguyên nhân là Mỹ và phương Tây không biết con bài tẩy của họ là gì. Họ nghĩ con bài tẩy trong tay Nga, Tàu là con ác nên ngại động chạm. Putin quả là gã hữu dũng phô mưu. Vì chiến thắng, ông ta đã dại dột lật con bài tẩy lên để dọa Ukraine. Và cuối cùng cả thế giới ngã ngửa, thì ra đó chỉ là con ba bích. Nga là cường quốc quân sự thứ nhì thế giới, mà chả có gì thì kẻ đứng thứ ba như anh Tàu, khó tránh khỏi coi thường. Như vậy, Putin đã giúp Biden khinh thường tập ra mặt. Không sợ kẻ thù mạnh, chỉ ngại đồng đội ngu. Quả thật, tập đã có một gã đồng đội vô cùng ngu. Mỹ tuy là cường quốc số một thế giới, nhưng các đời tổng thống trước chưa ai dám công khai bảo vệ Đài Loan như ông Biden. Không phải vì ông Biden cứng rắn hơn hẳn các tổng thống khác, mà là ông đọc được bài tẩy của Nga tàu nhờ cái dại của Putin mà thôi. Thái độ của Biden chính là sự sỉ nhục trắng trợn đến lòng kiêu hãnh của Bắc Kinh bấy lâu nay. Việc Bắc Kinh đáp trả lại lời nói của ông Biden là điều bắt buộc danh dự quốc gia bị ông già gân coi thường như thế mà không lên tiếng thì còn nỗi nhục nào bằng lỡ rạo ai lâu nay thì giờ cũng gáy thật to để đỡ quê độ có một điều rất buồn cười là phía Trung Quốc lại lấy 1,4 tỷ dân ra dọa Mỹ ai cũng biết nước tàu chỉ có 2,4 triệu người biết cầm súng và kho vũ khí thì chủ yếu là đồ dở như hàng nga nước Mỹ cũng có đến 1,4 triệu người biết cầm súng chứ không phải là ít kèm theo đó là kho vũ khí thông minh tối tân bậc nhất. Đem 1,4 tỷ dân tàu ra dọa Biden thì có ích gì? Nó chỉ thể hiện sự bế tắc của Bắc Kinh trước những hành động của Biden mà thôi. Nói xuông thì bị khinh để vứt vát chút danh sự. Tập cũng réo Putin cho máy bay xương oai trên vùng biển Nhật Bản ngày 24 tháng 5. Nga đã dốc hết tiềm lực quốc phòng đổ xuống Ukraine, còn không làm cho Mỹ có chút lo ngại thì mấy chiếc máy bay tuần tra mà đe dọa được Mỹ và các đồng minh được sao? Tàu và Nga đang làm cho mèo. Có thể nói qua chiến tranh Ukraine, Putin đã giúp Biden có cái đánh giá chuẩn xác về đối thủ để ra đối sách. Trên bàn cờ quốc tế, đã là người chơi cờ thì phải trí tuệ chứ đừng u mê. Putin, một gã võ biển không xứng đáng là người chơi trên bàn cờ thế giới. Dân Nga đã để cho một gã võ biển nắm quyền lực thì đất nước phải trả giá. Chả giá không những trước mắt mà cả các thế hệ mai sau. Để đối thủ đọc vị bản thân thì còn dọa nạt được ai nữa? Để Mỹ đọc vị được thì Tàu có muốn trỗi dậy cũng khó.